thị trường của chúng ta đang thể hiện một sức mạnh cực kỳ là ấn tượng khi mà thị trường đi lên đến cái vùng đỉnh tức là cái vùng cản đỉnh cũ trước khi thị trường rơi thì gần như là có những sự áp lực bán diễn ra thì sau đó thị trường lại được hấp thụ ngược trở lại và phim nay tiếp tục tăng lên tới là hơn 10 điểm vậy thì với những anh chị nào mà các chị đã chót bán mất hàng trong những phiên vừa qua cũng như là các chị nào mà chưa dám mua thì đâu sẽ là những cổ phiếu mà các chị có thể cân nhắc tham gia được trong thời gian tới cũng như đâu là những mã cổ phiếu mà nó chưa chạy và nó chuẩn bị bật tăng thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Lê Ezt. Các anh chị có thể thấy được là phim này thị trường của chúng ta về cả nhưng mà những nhóm cổ phiếu nó mạnh nó vẫn cứ mạnh. Ví dụ như là nhóm chứng khoán, đúng ạ? Những phiên trước thì nhóm chứng khoán có dòng tiền vào, bất động sản có dòng tiền vào. Thì phiên này là một phim mà chúng ta thấy được sức mạnh của nhóm cổ phiếu thép. Thì trong những phiên trước chúng ta thì thấy được là uh, chứng khoán bất động sản bán lẻ là tâm điểm và điểm sáng nhất thì hôm nay thép nó thể hiện được một cái sức mạnh đi sau nhưng mà cũng không hề kém cạnh khi hôm nay hoa sen nam kim tăng trần hoặc là vgs tăng trần và phát cũng tăng 4% thế vậy thì um, liệu là chúng ta trong diễn tới thì còn những nhóm cổ phiếu nào mà nó chưa tăng và nó có khả năng bật tăng trong những thời gian tới thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị trong video này thì các anh chị nhớ xem hết đến cuối video các anh chị nhé và với các anh chị nào mà chúng ta mới xem video của em lần đầu thì các anh chị có thể ủng hộ kênh bằng nút uh, nút like cũng như là các anh chị bấm nút đăng ký Kênh để sau này mỗi khi em ra video thì thì các anh chị sẽ là người được nhận thông báo sớm nhất các anh chị nhé Ok uh, trong cái giai đoạn trước trong đoạn trước khi thị trường của chúng ta rơi rất mạnh thì em đã có khuyến nghị cho các anh chị nhà tư trong hệ thống cũng như là trên chính kênh youtube ở đây là những cái cổ phiếu mà top 5 cổ phiếu mà chúng ta sẽ bắt đáy thì khi đó chỉ tập trung em chỉ tập trung vào những nhóm cổ phiếu bất động sản ví dụ như là dxg dg hoặc là thí dụ như là novaland hoặc là dg và sale đúng không ạ thì các anh chị thấy được là những cổ phiếu này nó bật tăng trước thị trường nó bật tăng trước thị trường và những anh chị nào mà còn nắm giữ đến thời điểm hiện tại ví dụ như là dg thì cũng đang đạt được mức lợi nhuận thì cũng đang đạt được một cái mức lợi nhuận khoảng tầm là 20% hoặc là ví dụ như DXG đúng không ạ DG các anh chị nào mà hiện tại còn đang nắm thì cũng đạt được một mức lợi nhuận khoảng tầm là 21% ở đây thế thì nhưng sau khi mà những cổ phiếu này bật tăng rồi thì em không còn khuyến nghị các anh chị mua những cổ phiếu này nữa bởi vì nó đã tăng rồi và nó không còn để mua là chúng ta không mua thì khi đó em đã có khuyến nghị cho nhà đầu tư trong hệ thống là các anh chị có thể mua nam kim trong cái ngày 22 các anh chị nhé đấy ngày 21 thì không mua nhưng ngày 22 là mua. Đấy ạ. Đây. Ngày 22 tháng 8 thì em đã có khuyến nghị cho nhà nhà đầu tư trong hệ thống là với phiên chiều các anh chị có thể mua Nam Kim tại cái vùng giá là 16.7 đến 17 thì ngày hôm sau à, em sẽ nói chính ngày hôm đó là buổi chiều thì cổ phiếu này nó chạm mức giá thấp nhất phiên đó là 16.9. Đó. Thì với các anh chị nào mà chúng ta hôm qua thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị là các anh chị có thể cân nhắc chốt bớt một phần. Và những anh chị nào mà hiện tại các anh chị vẫn còn giữ cổ phiếu Nam Kim thì cũng đạt được một cái mức lợi nhuận là 24%, nó không hề kém cạnh gì so với những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản mà em đã có khuyến nghị, đúng không ạ? Thế thì với cái video hôm nay cũng như cái góc nhìn mà em mong muốn mang đến cho anh chị là khi một thị trường hoặc một cổ phiếu hay một nhóm ngành tăng giá thì nó sẽ không thể nào mà kéo toàn bộ cả thị trường đi lên bởi vì khi đó điểm số nó sẽ tăng rất mạnh mà sẽ có những hôm là nhóm bất động sản tăng hôm thì chứng khoán tăng thì những cái nhóm khác là điều chỉnh và hôm những cổ phiếu này điều chỉnh thì sẽ có những nhóm khác thay nhau bật tăng thì khi hôm nay nhóm cổ phiếu thép cũng như chứng khoán và nhiều cổ phiếu khác nó bất tăng rồi thì chúng ta sẽ tìm tới những nhóm cổ phiếu nào mà nó chưa bật tăng đúng không ạ thì nó sẽ có khả năng hồi phục sau và đi lên trong thời gian tới nó nó cũng không kém cạnh gì so với những cổ phiếu thép mà em có vừa phân tích đúng không ạ thì ok sau đây thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị góc nhìn của bốn cổ phiếu mà nó chưa có cái nhịp hồi và nó có cái dòng tiền tương đối tốt trong giai đoạn hiện tại và các anh chị có thể cân nhắc được trong phiên ngày mai chúng ta sẽ đi review theo từng phân tích theo cấp độ là thanh khoản từ thấp đến cao các anh chị nhé ok đầu tiên là đối với cổ phiếu của bcc là xi măng bìm sơn thì đây là cổ phiếu mà thuộc nhóm vật liệu xây dựng thì các anh chị thấy được là trong những viên trước nhóm bất động sản tăng thì có cổ phiếu tăng trước có cổ phiếu tăng sau hôm dxg dig novaland nó tăng thì sell nó nghỉ đến khi mà sell hôm qua nó tăng thì những cổ phiếu khác nó nghỉ đúng không ạ thì chứng khoán hay là nhóm khác nó cũng tương tự như vậy thì đối với nhóm vật liệu xây dựng thì hôm nay chúng ta thấy được có thép là đã bật tăng rất mạnh rồi. Thì nhóm vật liệu xây dựng trong đó là có xi măng. Em đánh giá là nó cũng sẽ có nhịp hồi trong những phiên tới. Và hiện tại thì cổ phiếu BCC nó cũng là một cổ phiếu mà nó đã có yếu tố tái tích lũy lại tương đối tốt với thanh khoản gần như là rất là thấp ở đây. Nó thanh khoản cực kỳ thấp ở đây. Thì em đánh giá là trong những phiên tới thì hoàn toàn là nhóm xi măng sẽ là nhóm mà nó sẽ có khả năng bật tăng trong những phiên tới thì nếu như các anh chị nào mà các anh chị uh, chưa có hàng hoặc là các anh chị đã chót um, bán hàng ra trong thời gian vừa qua ví dụ như là bán FTS đi là chắc chắn là các anh chị sẽ rất khó mua lại đúng không à? ạ các anh chị bán xong thì gần như những cái điểm mua lại nó nó, nó rất là khó hoặc là BSI đấy ạ à? đó thì đều là những cổ phiếu mà em có review cho các anh chị trong video ngày hôm qua đây là top những cổ phiếu chỉnh là mua thì trong đấy là nhấn mạnh cho các anh chị đánh giá cao nhất đối với nhóm chứng khoán cũng như thị trường ở thời điểm hiện tại đó là cổ phiếu FTS đấy ạ à? đây FTS rồi là đến BSI BSI hoặc là ORS trong video vừa qua các anh chị xem thì các anh chị có thể thấy được đúng không ạ đó thì đối với nhóm vật liệu xây dựng thì em đánh giá là hiện tại Nam Kim Hoa Sen Hòa Phát hiện tại thì chưa xuất hiện ra những điểm mua thì các anh chị mua rất là khó thì các anh chị có thể là cân nhắc là chúng ta sẽ mua với BCC các anh chị nhá BCC thì cái vùng giá mua thì các anh chị sẽ mua quanh cái vùng giá tham chiếu từ cái vùng giá uh, 12.2 cho đến 12.5. Tức là cổ phiếu này nó sẽ không điều chỉnh, em đánh giá nó sẽ không điều chỉnh quá nhiều. Và các anh chị có thể hoàn toàn là có thể tham gia được quanh cái vùng giá tham chiếu trong phiên ngày mai hoặc là điều chỉnh nhẹ các anh chị nhé. Ok, thứ hai đó là cổ phiếu của HT1. Cổ phiếu này thì thanh khoản nó tốt hơn cổ phiếu BCC một chút. Đó, thì là cổ phiếu mà nó đã thể hiện được là nó có cái quá trình tái tích lũy ở vùng đáy là đã xong và nó đã có một phiên ngày 31 tháng 8 đánh vượt cái vùng tích lũy ở đây. Nó vượt cái vùng tích lũy và trong những phiên ở đây khi cổ phiếu đi lên thì nó điều chỉnh trở lại không đáng bao nhiêu cả. Hôm nay chỉ chỉnh rất nhẹ thôi thì nó cũng đã có yếu tố rút chân trở lại. Thì đây sẽ là cổ phiếu mà em đánh giá các anh chị có thể cân nhắc tham gia trong cái vùng giá 14.8 cho đến vùng giá 15.1. Tức là nó sẽ loanh quanh vùng tham chiếu sẽ không điều chỉnh quá nhiều. Các anh chị nhé. Ok, cổ phiếu thứ ba đó là cổ phiếu của DXS. Vậy DXS thì giống như cái luận điểm mà em vừa phân tích cho các anh chị, tức là một nhóm ngành mà nó đã có những cổ phiếu tăng thì thông thường là những cổ phiếu khác nó cũng sẽ lần lượt tăng. Nó có thể là nó sẽ tăng ít tăng nhiều với những cổ phiếu đầu đàn nó mang tính chất là dẫn dắt thì nó sẽ tăng nhiều. Và những cổ phiếu nào mà nó không phải là nhóm cổ phiếu mà nó mang tính chất dẫn dắt nó đi sau thì có thể nó sẽ tăng ít hơn nhưng mà chúng ta vẫn có thể tham gia được. Các anh chị nhá, không phải là nó sẽ tăng 20, 30% nhưng mà kỳ vọng từ 10, 15% em đánh giá là hoàn toàn chúng ta có thể đạt được. thì DGE là một cổ phiếu mà em đã có khuyến nghị cho nhà đầu tư trong hệ thống là mua tại cái ngày 30 tháng 8 tại quanh cái vùng giá là 11. Hôm nay tiếp tục khuyến nghị cho nhà đầu tư trong hệ thống là mua DGE tại cái vùng giá là 10.8 cho đến 11. Đấy ạ. Hôm nay thì em khuyến, tiếp tục khuyến nghị các anh chị. Đây, hôm nay tiếp tục khuyến nghị cho các anh chị nhà tư trong hệ thống là mua tại vùng giá là 10.8 cho đến 11. Thì các anh chị nào mà các anh chị chưa có thì em đánh giá là quanh cái vùng giá là 11 cho đến 11.3, tức là quanh cái vùng giá tam chiếu của phiên ngày mai thì các anh chị vẫn có thể là chúng ta mua được. Đó. Ờ, ngoài ra thì nếu như hiện tại mà các anh chị đang đầu tư thực sự nó chưa hiệu quả hoặc là các anh chị chưa biết mua những mã cổ phiếu như thế nào thì các anh chị có thể là tham gia room khuyến nghị đầu tư. Đây là room khách hàng bên em nhé, Thì cách thức là chúng ta sẽ, um, canh chị chỉ cần liên hệ tới em qua số zalo tại màn hình canh chị đang xem thì sẽ được em hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ta có thể tham gia được hoàn toàn là miễn phí để có thể nhận được những cái khuyến nghị uh, trực tiếp ngay trong phiên và kịp thời nhất trong phiên canh chị nhé. Ok, uh, cổ phiếu thứ tư đó là cổ phiếu của gvr, gvr uhm, đây là cổ phiếu mà nó cũng có vận động em đánh giá là tương đối khỏe trong thời gian gần đây khi mà nó đã xuất hiện một cái phiên tăng với một cái thanh khoản lớn ở phiên ngày 31 tháng 8 sau một cái quá trình nó tạo đáy không quá nhiều ở đây. Đó và nó được hấp thụ ngược trở lại rất nhanh và hai phiên gần đây là hai phiên mà cổ phiếu này đi ngang xử lý lại cái vùng cản đến cũ ở đây. Nó giữ giá khá tốt. Nó giữ giá tương đối là tốt. Một cổ phiếu đi lên cản mà nó giữ giá tốt bao nhiêu thì nó thể hiện được sức mạnh nó lớn bấy nhiêu so với những cổ phiếu mà nó bị điều chỉnh. Bởi vì những cổ phiếu bị điều chỉnh càng mạnh thì nó thể hiện được những cái lượng cung hàng nó vẫn còn rất là nhiều. Còn những cổ phiếu mà đi lên cả mà nó giữ giá thì nó đang thể hiện một sức mạnh rất là tốt. Giống như chúng ta nhìn thấy là FTS. Đây, cổ phiếu này đi lên cả, sau quá trình giở đi lên cả, gần như là nó không bị điều chỉnh quá nhiều và phiên nào cũng là một phiên tăng giá. Đó, hoặc là BSI đây các anh chị thấy gần như là thậm chí là còn không xử lý cả Nó thể hiện một sức mạnh và một cái ý chí đánh lên Cực kỳ là dứt khoát thì với GVR là cổ phiếu mà nó đi lên cả nó giữ giá Giữ giá tốt như này thì em đánh giá đây là một trong những cổ phiếu mà các anh chị có thể cân nhắc tham gia trong những phiên tới Bên em thì hôm nay thì cũng đã có khuyến nghị cho nhà đầu tư trong hệ thống Là các anh chị mua tại cái vùng giá là 21 đến 22 Đó thì nói chung là cũng sẽ lợi tê hơn một chút so với các anh chị mua sau Nhưng em đánh giá là chúng ta vẫn có thể tham gia được các anh chị nhé còn các anh chị nào mà chúng ta muốn nhận được những khuyến nghị trực tiếp và kịp thời ngay trong phiên để có những cái điểm mua sớm thì các anh chị có thể là liên hệ với em qua số Zalo tại màn hình các anh chị đang xem là được các anh chị nhé. Ok, ngoài ra thì cũng sẽ còn rất nhiều những cổ phiếu tiềm năng khác thì em cũng xin phép là em sẽ cập nhật trong cái room khách hàng ở đây thường thì em sẽ cập nhật vào khoảng tầm là 11 giờ giờ đêm để cho các anh chị có thể là có một cái tinh thần chuẩn bị sẵn sàng xem là ngày mai chúng ta sẽ có kế hoạch mua những cổ phiếu nào và chúng ta không phải bị ngợp các anh chị nhé. Ok, thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nhé.